đây các kệ hành cây thì chị quan sát nhé, tất cả đầu lá phía xa kia nó rung lên từng hồi từng nhịp. Hiện tượng đầu tiên này người ta gọi là hiện tượng cười, khi em buông tay ra là hiện tượng này lập tức chấm dứt luôn này. Nó khác với tác động của lực hay của gió như thế này, khi mình buông tay ra nó vẫn còn đung đưa, tuy nhiên hiện tượng cười là nó chỉ vẫy một mình cái đầu lá phía xa kia thôi. Đúng rồi, đây. Và khi mình buông tay ra hiện tượng này lập tức dừng lại luôn, đây chính là hiện tượng cười đầu tiên. Đây hiện tượng thứ hai, cây ổi này người ta gọi là hiện tượng cây ổi tâm linh, tức là khi ta dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy cành ổi này, để ra lòng bàn tay tiếp xúc hoàn toàn ra cây ổi, nhắm mắt tĩnh tâm hoàn toàn giống mình ngồi thiền đấy, thì có người người ta cảm nhận có luồng điện chạy qua người, có người người ta cảm nhận có ai đó đang xô đẩy mình về phía sau và từ từ nhấc mình lên, đưa chúng ta sang cảm giác chồng chềnh bồng bềnh rất là kỳ lạ. Cây ổi này nhìn nhỏ bé thế này thôi mà có tuổi đời cách đây 90 năm rồi đấy, rất là nhiều tuổi. Canh chị đặt lòng bàn tay ra tay của mình giống như cả vào phía xa ổi, thì có những người nhá đã cảm giác thấy một màu đỏ rực hoặc là đu đưa nâng bổng mình lên. Có những người điều thứ ba có căn có quả thì linh ứng lên đọc. Điều này cũng chỉ giải thích theo thuyết tâm linh các anh chị ạ. Đây là nơi huyền bí, đất huyền đạo, đất linh thiêng thì mới có hiện tượng như thế này thôi, còn ở nơi khác thì không có. Thế bây giờ mời các anh chị ta thực mục sở thị một chút. Cây các kệ hành cây thì chị quan sát nhé, tất cả đầu lá phía xa kia nó rung lên từng hồi từng nhịp. Hiện tượng đầu tiên này người ta gọi là hiện tượng cười, khi em buông tay ra là hiện tượng này lập tức chấm dứt luôn này. Nó khác với tác động của lực hay của gió như thế này, khi mình buông tay ra nó vẫn còn đung đưa, tuy nhiên hiện tượng cười này nó chỉ vẫy một mình cái đầu lá phía xa kia thôi anh chị nhé. Đúng rồi, đây. Và khi mình buông tay ra hiện tượng này lập tức dừng lại luôn, đây chính là hiện tượng cười đầu tiên. Đây hiện tượng thứ hai, cây ổi này người ta gọi là hiện tượng cây ổi tâm linh, tức là khi ta dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy cành ổi này, để ra lòng bàn tay tiếp xúc hoàn toàn ra cây ổi, nhắm mắt tĩnh tâm hoàn toàn giống mình ngồi thiền đấy, thì có người người ta cảm nhận có luồng điện chạy qua người, có người người ta cảm nhận có ai đó đang xô đẩy mình về phía sau và từ từ nhấc mình lên, đưa chúng ta sang cảm giác chồng chềnh bồng bềnh rất là kỳ lạ. Cây ổi này nhìn nhỏ bé thế này thôi mà có tuổi đời cách đây 90 năm rồi đấy, rất là nhiều tuổi. Canh chị đặt lòng bàn tay ra tay của mình giống như cả vào phía xa ổi, thì có những người nhá đã cảm giác thấy một màu đỏ rực hoặc là đu đưa nâng bổng mình lên. Có những người điều thứ ba có căn có quả thì linh ứng lên đọc. Điều này cũng chỉ giải thích theo thuyết tâm linh các anh chị ạ. Đây là nơi huyền bí, đất huyền đạo, đất linh thiêng thì mới có hiện tượng như thế này thôi, còn ở nơi khác thì không có. Thế bây giờ mời các anh chị ta thực mục sở thị một chút.